Muốn tu tập được cái tâm xả đó thì trước tiên sẽ tu tập trên các cái pháp, tức là trên những loài hữu tình, tức là trên con người với con người. Thứ nhất là mình xả, không yêu không ghét với con người, thì lúc đấy cần phải tác ý đến cái tâm từ, cần phải tu tập trước. Ví dụ như là mình cầu mong cho mọi người được an vui, thoát khổ đau này, tránh khỏi những nỗi khổ về thân, về tâm. Nó thuần thục rồi, sau đó mình thực hành đến những cái pháp như là tâm bi, mong cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ đau. Mình hướng đến những cái nỗi khổ đau về thân tâm của mọi người. Tâm hỷ là mong cho mọi người được an, không phải xa lìa những cái sự an vui, những thành công đã đạt được. Rồi sau đó thuần thục rồi, mình mới có thể tu tập tâm xả. Đó là mình tác ý về nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sinh. Ví dụ khi mà mình hướng tâm đến ai, mình cũng tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Khi mình tác ý như thế, quán như thế, thì mình thấy một cái người hạnh phúc, thì mình cũng biết là người đó là chủ nhân của những thiện nghiệp, là đang hưởng quả của những thiện nghiệp mà do họ đã tạo ra. Khi mình thấy một cái người khác khổ đau, thì mình biết rằng là họ là chủ nhân của nghiệp bất thiện, họ đang hái cái quả bất thiện mà họ đã tạo ra. Khi mình hạnh phúc thì mình cũng biết là mình đang đang hưởng những cái quả của những cái nghiệp thiện mình đã tạo. Khi mình bị gặp khổ đau, mình cũng biết là mình đang gặp những cái quả khổ đau, là những quả bất thiện mà mình đã tạo. Thì có tác ý như vậy thì dần dần mình giữ được cái tâm xả, cái tâm bình thản trước mọi người. Thì không yêu không ghét. Ví dụ như là mình yêu ai đó, có thể là do cái người đấy làm lợi ích cho mình chẳng hạn. Thì khi mình quán về nghiệp và quả của nghiệp như thế, thì mình sẽ biết là vì mình đã từng làm lợi ích cho người, bây giờ có người làm lợi ích cho mình. Mình sẽ thản nhiên không vì vậy mà mình lại phải quá là yêu những cái người làm lợi ích cho mình như thế chẳng hạn. Không để là vô ơn, nhưng mà đó là cái trí tuệ này nó là chân chánh. Hay là một cái người nào đó làm hại cho mình chẳng hạn, thì mình cũng có thể quán vì cái nghiệp bất thiện của mình nó trổ, cho nên là bây giờ mình bị cái quả này nó trổ, nên mình cũng vì thế cho nên mình không quá là oán ghét mọi người, cho nên là nó sẽ trở thành không yêu không ghét. Vậy thì mình phải quán cái nghiệp đó ở trên chính mình, thì mình mới không yêu không ghét mọi người, mình cũng quán cả cái nghiệp đó ở trên người khác, ở trong mình và người khác, thành tựu được cái là không yêu không ghét, do mình tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp.